Audio Hà Nội TV xin kính chào quý vị và các bạn. Nhắc đến Prima Luna, người ta thường nghĩ đến một thương hiệu đến từ Hà Lan. Tuy còn khá mới mẻ nhưng các sản phẩm của hãng, đặc biệt là âm ly đèn đã khẳng định được chất lượng của mình và nhận được sự đón nhận từ những tín đồ âm thanh cũng như những chuyên gia trong giới audio. Dù chỉ với tuổi đời còn khá non trẻ, 14 năm, các sản phẩm âm ly của hãng đã gây tiếng vang nhờ vào chất lượng tín hiệu trung thực cũng như thiết kế sang trọng, tinh tế và đặc biệt nằm trong tầm giá vừa phải. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bí quyết thành công của Prima Luna, vì sao âm ly của hãng có thể chinh phục được thị trường chơi audio khó tính của nước Mỹ. Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình này. Chào các bạn, kể từ khi xuất hiện đến nay, âm ly đèn của Prima Luna đã nổi tiếng trong giới audiophile nhờ vào những giá trị to lớn mà sản phẩm này mang lại. Với âm chất tuyệt vời, dáng vẻ vững chãi cùng những linh kiện cao cấp, chưa chắc đã xuất hiện ở những bộ âm ly có giá gấp 5 lần so với âm ly của Prima Luna. Có thể nói sản phẩm của hãng luôn là lựa chọn ngon, bổ, rẻ đối với những người yêu thích thú chơi âm thanh. Bí mật cho thành công của Prima Luna nằm ở hai yếu tố. Đầu tiên là thiết kế của thiên tài Marcel Gross, kỹ sư trưởng của Goldmoon và công thức Ultra sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc. Herman van den Rungens, người đứng đầu của Prima Luna, từng ký hợp đồng với 5 nhà máy sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất Trung Quốc để sản xuất thiết bị của hãng. Âm ly của hãng được phân phối ở khắp nơi trên thế giới. Trong đó, thời gian đầu, tại thị trường Mỹ, công việc của Upscale Audio đảm nhiệm. Người đứng đầu của Upscale Audio, Ken Vindel, được mệnh danh là Mr. Tubes, có vốn am hiểu cực kỳ sâu sắc về âm ly đèn, muốn được liên kệ tại các gian hàng của Upscale Audio, sản phẩm phải đáp ứng được các yếu tố sau: cực kỳ bền, cực kỳ dễ sử dụng và âm chất phải thật tuyệt vời. Đó chính là lý do vì sao mà Prima Luna chọn nhà sản xuất ở bên Trung Quốc, không chỉ vì giá thành rẻ hơn mà còn vì các đơn vị đó có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Hãng cam kết rằng dù được làm ở Trung Quốc, các sản phẩm mang thương hiệu Prima Luna vẫn có chất lượng chẳng kém gì sản phẩm của bất cứ hãng nào khác trên thế giới. Hơn nữa, giá nhân công rẻ còn cho phép Prima Luna áp dụng nhiều công nghệ đòi hỏi tay nghề cao, cần bỏ nhiều công sức, chẳng hạn như biện pháp DJ kiểu point-to-point hay sơn 5 lớp sơn hoàn thiện khung máy. Giữa mỗi lớp lại được chà nhá một lần, một công đoạn khá tốn kém nếu được thực hiện ở những nơi khác thay vì Trung Quốc. Tất nhiên, thành công của Prima Luna không phải lúc nào cũng ở trên con đường trải đầy hoa hồng. Họ không chỉ chuyển giao thiết kế, mẫu thử nghiệm cho một nhà máy ở Trung Quốc và đòi hỏi cho ra sản phẩm có chất lượng y hệt được. Một sản phẩm Prima Luna chất lượng cao, độ tin cậy lớn lao chỉ xuất hiện khi công ty áp dụng những quy tắc nghiêm ngặt và giám sát chặt chẽ trong quá trình sản xuất. Ngay từ đầu, người đứng đầu Prima Luna đã biết rằng nhà máy đối tác của hãng có thể tráo các linh kiện cao cấp bằng các linh kiện rẻ hơn, thậm chí dùng hàng giả và hưởng lợi từ phần chênh lệch ấy. Do đó, Prima Luna đã phát triển quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm của riêng mình. Một trong những biện pháp hay được sử dụng nhất đó là trong quá trình sản xuất thiết bị của hãng, nhà máy sẽ phải ngừng sản xuất tất cả các loại thiết bị khác, loại bỏ các linh kiện dùng cho sản phẩm khác và chỉ tập trung vào sản phẩm của Prima Luna, chỉ dùng đúng linh kiện mà hãng cung cấp. Đổi lại, nhà máy đó sẽ trở thành nhà máy sản xuất độc quyền cho Prima Luna. Trước đây đã từng có trường hợp một nhà máy bị phát hiện đang thay thế tụ số lần giá. Ngay lập tức, Van den Rungen tiến hành kiểm tra tất cả các linh kiện còn lại, kể cả linh kiện X-quang. Có lúc, ông còn mua linh kiện chính hãng và tự mình đem đến nhà máy sản xuất. Trong điều khoản hợp đồng với nhà máy của Prima Luna, luôn có một mục quy định về mức tiền phạt cho linh kiện bị đánh cháo, chi tiết đến tận con ốc lắp khung máy. Ngoài ra, quy trình còn được tạo ra để Van den Rungen có thể dễ dàng chuyển việc sản xuất sang một nhà máy khác nếu không cảm thấy hài lòng với chất lượng sản phẩm của nhà máy hiện tại. Với một quy trình giám sát sản xuất nghiêm ngặt như vậy, rất dễ hiểu vì sao sản phẩm của Prima Luna luôn có chất lượng rất cao, dù luôn phải chịu tiếng Made in China. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.